nhằm đảm bảo công tác giao quân năm 2025 đạt kết quả chỉ tiêu đề ra là tuyển chọn 85 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự, 12 chỉ tiêu nghĩa vụ công an nhân dân, kết hợp với việc nắm chắc tình hình lai lịch chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, hoàn cảnh gia đình của từng công dân đủ điều kiện sức khỏe nhập ngũ, từ ngày 5 tháng 11 đến hết ngày 7 tháng 11 năm 2024, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Lang Chánh tổ chức khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân năm 2025 cho 340 thanh niên được tuyển chọn sau vòng sơ khám tại 10 xã thị trấn trên địa bàn huyện. Tại điểm khám tuyển, Ban Chỉ huy Quân sự huyện được chia làm 3 ngày khám và có tổng 6 buổi khám, sáng và chiều, một buổi 2 xã và tổ chức buổi cuối cùng là khám vét vào chiều ngày 7 tháng 11. Ngày 5 tháng 11 buổi sáng, đơn vị thị trấn Lang Chánh và xã Đồng Lương, buổi chiều xã Yên Khương, Yên Thắng. Ngày 6 tháng 11 buổi sáng, xã Tam Văn và Lâm Phú, buổi chiều xã Giao An, Giao Thiện. Ngày 7 tháng 11 buổi sáng, xã Chí Nang và Tân Phúc, buổi chiều tổ chức khám vét. Các nam công dân trong diện điều khám được đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa huyện Lang Chánh khám thể lực chung như đo chiều cao, cân nặng, vòng ngực, huyết áp, tim mạch, thị lực, thính lực, hình thể bên ngoài, da liễu, răng hàm mặt, tai mũi họng, siêu âm, khai thác tiền sử bệnh tật của bản thân và gia đình theo quy định. Xác định công tác sơ tuyển là nhiệm vụ quan trọng của công tác tuyển quân, ngay từ sớm, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Lang Chánh đã xây dựng kế hoạch phân công giao nhiệm vụ cho các ngành đoàn thể, các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện làm tốt công tác rà soát, nắm chắc nguồn, số lượng thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, đẩy mạnh tuyên truyền và động viên thanh niên đến điểm khám đúng hẹn, tổ chức và bảo đảm an toàn khu vực khám theo một chiều khép kín với đầy đủ các trang thiết bị y tế. Đội ngũ trực tiếp tham gia khám đã được quán triệt và tập huấn quy trình, quy tắc khám sơ tuyển. Để hoàn thành công tác khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự một cách nhanh gọn, đúng quy trình, bảo đảm chất lượng và yêu cầu đề ra, qua đó chọn ra những thanh niên có đủ tiêu chuẩn sức khỏe để tham gia nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân, tiến tới bảo đảm hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2025.